Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115 vừa đạt được chứng nhận Hoa Kỳ về chất lượng và an toàn người bệnh, cấp bởi Hội đồng AACI, trở thành hai bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng này. Tổ chức AACI là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng chăm sóc sức khỏe và chứng nhận lâm sàng xuất sắc. Để đạt chứng nhận quốc tế về chất lượng và an toàn người bệnh của AACI, hai bệnh viện này đã phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt gồm 3 module, 30 chương với tổng cộng hơn 140 tiêu chuẩn khác nhau, trong đó đặc biệt tập trung vào các khía cạnh như chất lượng điều trị, chăm sóc và an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn lâm sàng, quản lý rủi ro, quản trị nguồn lực và đào tạo liên tục cho nhân viên y tế. Điều quan trọng nhất, mặc dù AACI cấp chứng nhận có hiệu lực trong 3 năm, nhưng hàng năm họ sẽ đến bệnh viện và giám sát, kiểm tra xem chúng tôi có duy trì chất lượng hay không. Điều này có ý nghĩa rất lớn với bệnh nhân.